lần đầu tiên tại Thành Bình, nơi tâm điểm của trái tim kinh tế, chính trị, xã hội của xứ Nghệ. Một đẳng cấp chưa từng có, một kiệt tác mới của thời đại, một di sản để đời sống mãi với thời gian. Vincom Shophouse Diamond Legacy, tổ hợp nhà phố thương mại hiện đại đẳng cấp, trái tim giao thương vui chơi giải trí sầm uất, tiên phong kiến tạo chủ mức sống thượng lưu và mang đến cơ hội đầu tư hấp dẫn bậc nhất thành phố Vinh, Nghệ An. Tọa lạc tại nơi trung tâm của trung tâm, tọa độ kim cương của thành phố Vinh, tổ hợp Vincom Shophouse Diamond Legacy tự hào là tâm điểm phồn vinh thịnh vượng mới của khu vực, được bao bọc bởi các trung tâm vệ tinh trọng yếu như Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An, Quảng trường Hồ Chí Minh, công viên trung tâm, Đại học Vinh, chợ Vinh và ga tàu Vinh. Lựa chọn Thành Vinh là nơi đặt chân tiếp theo trên hành trình thịnh vượng của mình. Vingroup vinh dự là người tiên phong, là người được lựa chọn để kiến tạo nên một di sản của thời đại mới. Vincom Shophouse Diamond Legacy là một trong số ít những dự án Vincom Shophouse trải dài từ Bắc vào Nam, sở hữu khách sạn 5 sao với để là trung tâm thương mại Vincom. Vincom Shophouse Diamond Legacy với 61 viên kim cương vô giá độc bản, mang đậm phong cách tinh cổ điển sang trọng, được xem là dự án trọng tâm của trọng tâm, thuộc phân khúc bất động sản cao cấp, mang dấu ấn Vingroup tại khu vực Bắc Trung Bộ. Với sứ mệnh trở thành trái tim phồn hoa, tâm điểm kim cương mới của thành phố Bình xinh đẹp, nằm giữa trung tâm của miền Trung, Vincom Shophouse Diamond Legacy tự hào là lõi trung tâm của trung tâm, tại mảnh đất Nghệ An địa linh nhân kiệt với tòa tháp đồi sừng sững hiên ngang, như hai trụ cột vững chãi cho nền kinh tế khu vực vươn mình bay cao. Tòa tháp khách sạn 35 tầng cao nhất Nghệ An Sheraton Vinh được phát triển bởi thương hiệu khách sạn lớn nhất Việt Nam Vinpearl, cùng sự quản lý vận hành của Marriott International, tập đoàn khách sạn dĩ dự số 1 thế giới. Diệu hẳn như một biểu tượng của vị thế quốc tế, là dấu ấn phồn hoa tráng lệ, mang đến sức hút và tiềm năng bất tận cho mảnh đất kim cương này. Đối trọng với Sheraton Vinh là tòa căn hộ Lotus Residence 21 tầng, gồm 400 căn hộ cao cấp bắt trọn tầm view triệu đô quan cảnh thành phố Vinh trong một ánh nhìn. Dẫn đầu xu hướng sống thời thượng như tại những đô thị lớn trên thế giới, mở ra một đỉnh cao mới của phong cách sống trên tầng cao, đồng thời mang đến cơ hội đầu tư cho thuê sinh lời không giới hạn cho những vị chủ nhân tinh hoa. Vững vàng làm nền móng cho tòa tháp đôi đỏ là khối đế trung tâm thương mại Vincom Plaza, tụ điểm vui chơi giải trí mua sắm sầm uất bậc nhất với hàng loạt thương hiệu nổi tiếng trong các lĩnh vực thời trang ẩm thực, hứa hẹn thu hút một lượng lớn khách hàng tiềm năng cho các căn shop house liên kề. Hoàn thiện hệ sinh thái All in One với 3 chân kiên thương mại nghỉ dưỡng an cư ấy chính là 61 viên kim cương độc bản vô giá của Vincom Shophouse Diamond Legacy. Với hệ thống shophouse đa dạng mọi ngành hàng, các cư dân của Lotus Residence sẽ được trải nghiệm một cuộc sống tiện nghi với mọi dịch vụ ngay thềm nhà. Đồng thời, hơn 1.000 cư dân lựa chọn an cư tại Lotus Residence cũng chính là nguồn khách hàng trung thành cho các căn shophouse, bảo chứng vàng cho tiềm năng kinh doanh vô hạn tại Vincom Shophouse Diamond Legacy, tạo nên mối quan hệ tương hỗ không thể tách rời. Tất cả những tinh hoa ấy đều được hội tụ trong một tổ hợp Vincom Shophouse Diamond Legacy.